Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Radio Thanh Thiên. Ngạ quỷ, mọi người đã nghe qua từ ngạ quỷ này nhiều rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu ngạ quỷ là gì nhé. Nguồn gốc. Ngạ quỷ là những vong linh của người đã chết, nhưng có nhiều ham muốn, dục vọng cần được thỏa mãn mà chưa thỏa mãn được. Trong các nhu cầu ham muốn ấy, tất nhiên thức ăn ngon và quần áo đẹp luôn là những tiêu chí đầu tiên, cũng giống như khi người ta còn sống vậy. Ngạ quỷ còn là vong linh của người chết vì quá đói khát. Do quá đói khát trước khi chết, nên họ luôn khao khát có một bữa ăn ngon, vọng cầu một bữa no lòng. Khi thân xác chết đi, thần thức bám chấp vào việc đói khổ đến chết mà trở thành ngạ quỷ. Hình dạng và tính chất đặc trưng. Nhìn chung, ngạ quỷ thường thể hiện thân ảnh với những đặc trưng sau đây. Hai mắt to, lồi ra do thích ngắm nhìn những gì mình chưa có, không thuộc về mình, vọng tưởng sở hữu. Hai tai dài, hơi to và hơi nhọn, do thích nghe xem ở đâu có đồ ăn ngon, có ai đang khen mình, có ai nhắc đến mình không. Răng lởm chởm, do luôn cảm thấy thiếu, đói ăn, khát uống, không giữ gìn khẩu nghiệp. Lại thường xuyên nhỏ dãi do thèm thuồng, khao khát, ham muốn có được nhiều thứ. Tóc lê hoe vài cọng, gần như hói trọc, do luôn phải suy nghĩ, tìm cách để có miếng cơm manh áo một cách cật lực, làm sao để được sung túc. Da ngăm đen, cháy sạm do những đau khổ, u sầu bởi chấp niệm, cầu mà chẳng đạt được từ trong tâm thể hiện ra ngoài. Cổ teo nhỏ, vươn dài do ham muốn thì nhiều, mà thỏa mãn chẳng được bao nhiêu. Cứ phải ngóng đầu ngóng cổ trông chờ sự bố thí, mong chờ lời lộc đến với mình. Thân hình có tay chân ốm, chỉ là da bọc xương, lòi xương trên người do ham muốn nhiều mà chẳng thể thỏa mãn được. Bụng bự do chất chứa nhiều ham muốn, thu vào bao nhiêu cũng không thấy đủ, tham lam vô hạn. Thường chỉ mặc độc nhất một chiếc quần ngắn nho nhỏ, có khi là chẳng thấy manh áo che thân do luôn cảm thấy thiếu thốn. Có mùi hăng hắc khó ngửi do tâm cảm của họ toàn chứa đựng những điều đau khổ, u uất, cầu bất đắc. Họ lại thường xuyên trú ngụ ở những nơi tối tăm, ẩm thấp thiếu ánh sáng, nên khí chất của họ càng tỏ ra mùi hăng hắc khó ngửi. Con người dễ tương thông, cảm ứng khi tiếp xúc với ngạ quỷ. Họ có thể tác ý đến những người có nhiều tham vọng, ham muốn, thèm khát được ăn mặc, quyền lợi các thứ. Khi ấy, người bị tác động sẽ trở nên cộc cằn, thô lỗ, thể hiện rõ sự tham của mình như tham ăn, tham mặc, tham tiền, tham quyền, vân vân. Một cách rõ ràng chẳng cần kiêng dè, sĩ diện trước ánh mắt của bất kỳ ai. Việc tiếp cận, tương thông thường xuyên với một người khiến cho ngạ quỷ dễ dàng ám nhập vào thân xác của người đang sinh sống ấy. Khi đã ám nhập vào người sống, có hai mức độ là nhập nhất thời và nhập toàn phần. Nhập nhất thời, ngạ quỷ chỉ ám nhập trong một khoảng thời gian nhất định, thường là gần đến giờ cơm, buổi trưa nắng nóng, hoặc khi trời chạng vạng tối, tiết khuya se lạnh. Khi nhập vào, ăn no rồi sẽ xuất ra. Nhập toàn phần, ngạ quỷ nhập vào, ăn uống no nê xong nhưng không xuất ra, cứ muốn tiếp tục ở trong thân xác của người sống. Lúc này, người ấy sẽ thể hiện hình tướng ngạ quỷ. Hai mắt trắng giả, dễ dàng nhìn thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Mắt trong lờ đờ như người bị chứng mất ngủ lâu ngày. Hơi thâm quầng xanh đen trên mặt, đặc biệt chỗ hai mắt. Miệng thường xuyên ứa nước bọt, có khi nước dãi chảy cả ra ngoài miệng. Người bị nhập không làm chủ được mình, nhất là khi nhìn thấy đồ ăn sẽ muốn nhào vào, bóc ăn ngấu nghiến, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Đói bụng rất nhiều, ăn hoài không thấy no, ăn liên tục chẳng muốn dừng vì cảm thấy đói hoài. Hai tai rất thính, ai nói gì nhỏ nhỏ từ xa cũng có thể nghe thấy. Rất dễ nổi nóng, nhất là khi nghe thấy ai đó chê bai họ hay không cho họ ăn. Sợ nước, sợ ánh sáng, sợ nghe tiếng tụng kinh,
gõ mõ, niệm Phật, sợ các pháp sư, các vị hộ pháp. Nếu nhìn thấy ảnh tượng của chư vị cao trọng, họ thường dập đầu cúi lại để tỏ lòng thành kính và cầu xin sự ban phước, bố thí. Đối với tình trạng nhập toàn phần, nếu như gia đình, bạn bè, người thân không nhận thấy được sự thay đổi kỳ lạ của người nhập, không tìm được phương thức hóa giải như dẫn đi chùa sám hối, gặp các pháp sư có tâm đức, pháp lực cao có thể giải xuất ra. Một thời gian sau, khoảng tầm một năm từ ngày bị nhập, tinh thần của nạn giả sẽ dần dần đồng hóa với ngạ quỷ. Lúc đó, tuy hai mà một, ngạ quỷ có thể nói là đã chiếm xác hoàn toàn, ý chí của người nhập xác gần như đã đánh mất. Dù cho may duyên gặp được các pháp sư cao trọng, thì cũng không cách nào trục giải được do đã đồng hóa với nhau. Chỉ đến khi người ấy chết đi, hồn lìa khỏi xác, lúc này sẽ phân tách lại thành hai phong linh riêng biệt của người đó và ngạ quỷ. Ở một số trường hợp đặc biệt, lâu, nặng và sự tương đồng quá hoàn hảo, thì sau khi vong thân mạng, hai vong linh ấy sẽ kết hợp thành một chân hồn thống nhất. Tất nhiên nhân quả, nghiệp duyên của chân hồn đó được cộng dồn từ hai phần nhân duyên nghiệp quả của người bị nhập với ngạ quỷ đã nhập trước đó. Phương thức tương tác, hóa giải. Nếu nhận thấy người nào có các biểu hiện của ngạ quỷ ám nhập, cần nhanh chóng đưa đến chùa, nhà thờ, điện thờ nhờ giúp đỡ, hoặc ngồi tâm sự, chia sẻ cho ngạ quỷ xuất ra. Tuyệt đối không được mắng chửi, đánh đập, đe dọa, vì điều ấy chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn mà thôi. Nếu nhìn thấy người mình nhờ giúp đỡ có dấu hiệu dùng những biện pháp bạo lực, không ôn hòa, lập tức ngưng ngay và tìm người khác giúp đỡ, hoặc bản thân cố gắng tâm sự, chia sẻ để mời ngạ quỷ xuất khỏi người sống ấy. Quý tăng ni, đạo sĩ, pháp sư hiểu chuyện và có tâm đức, pháp lực thật sự sẽ chỉ luôn dùng những biện pháp ôn hòa để giải quyết chuyên nghiệp giữa người sống với ngạ quỷ, mà không dùng đến các hình thức trù yếm, mắng chửi hay đánh đập. Tránh tin lầm tà sư, lợi dụng cơ hội nhằm hại người, khoe danh mình. Có thể tụng kinh giải oan, kinh cầu siêu, kinh cứu khổ cho ngạ quỷ và dùng thanh tịnh thủy để tắm cho người bị nhập, giúp họ xả hết trược khí, an tịnh thần trí. Cách điều chế thanh tịnh thủy. Pha nước nóng ấm vừa đủ, cho 9 chiếc lá hoặc 9 chiếc gai của cây bất kỳ vào nước, cho vài muỗng muối, cùng vài giọt dầu sức người, thêm một ít rượu vào cho có hương thơm của rượu và dầu hòa với nhau. Dùng nước đó tắm từ trên đỉnh đầu xối xuống toàn thân. 9 chiếc gai hoặc 9 chiếc lá pha nước này, có thể ra chợ mua mấy cành hoa hồng, hoa bông giấy, cây xương rồng đều được. Có thể kiếm một cây đang còn sống, lại nói với cây, cho mình xin lá và gai, đem về làm nước phép cho người bệnh. Xin xong cũng không quên cảm ơn cây đã cho mình gai và lá cây. Như vậy thuốc mới có hiệu nghiệm tốt nhất. Nên cúng thí thực cho họ thường xuyên với lòng cảm thông, sự quan tâm chân thành. Nhờ đó, ngạ quỷ cảm nhận được tình thương của người dành cho mình mà được an ủi phần nào, sẽ bớt thèm muốn, bức xúc đến nỗi phải nhập vào người sống để thỏa mãn. Việc cúng thí thực này cũng thật đơn giản thôi. Chỉ cần một chén cơm, một ít đồ chay, một ít trái cây hoặc một vài cái bánh, một tách trà, chung rượu cũng gọi là tỏ lòng quan tâm, thương cảm, thành tâm bố thí, cầu nguyện cho họ được an lạc, sớm giác ngộ, sẽ bỏ những chấp niệm ham muốn của mình, thì tự nhiên họ sẽ dần được giải khổ, cảm thấy an lạc, bình yên mà siêu thoát. Luôn tâm niệm một điều, dùng yêu thương để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thế giới vô hình, rồi mọi việc sẽ ổn. Tôi đã từng gặp được vài bạn ngạ quỷ trong đời sống thực tại. Khi họ nhập vào người sống, lúc ấy trông họ đáng thương lắm. Đói bụng, thèm được một miếng ăn, xin bát cơm trắng, họ cầm lên tay bóc ngấu nghiến, không kịp nuốt. Có cơm rơi vãi ra đất cũng lụm lên từng hộp, rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Trong họ ăn với vẻ mặt
hạnh phúc vô cùng. Trân trọng từng hạt châu ngọc chúng ta may mắn có được trong bữa ăn, đừng nên bỏ thừa mứa gì hết. Nếu ăn uống hoang phí, thì sau này khi chết đi, sẽ trở thành ngạ quỷ đó vậy. Đây chỉ là con đường ngắn nhất để trở thành ngạ quỷ mà thôi. Tất nhiên còn nhiều con đường căn duyên, nghiệp quả khác, khiến một người khi chết đi, thì chân hồn trở thành ngạ quỷ lắm. Chung quy, nguyên nhân trở thành ngạ quỷ vẫn là cầu bất đắc thì khổ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Bài viết được lấy nguồn từ Tam Giới Toàn Thư, quyển 1. Chúc các bạn một ngày an lạc.